Một bãi rác thải khổng lồ nằm ngay trên trục đường chính Vạn Xuân, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, án ngữ trước lối vào của một khu đô thị đông đúc. Đủ mọi loại rác thải sinh hoạt, thùng xốp, túi ni lông, chất cao thành đống cao cả mét, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đáng nói, núi rác này đã án ngữ ngay trước cổng một khu chung cư có tới hàng trăm hộ dân suốt hơn một tháng nay, khiến họ phải đi kêu cứu khắp nơi. Ngay từ cách khá xa bãi rác, mùi hôi thối, xú uế nồng nặc bốc lên, khiến người nào đi ngang qua cũng không thể chịu nổi. Chưa hết, cảnh tượng ruồi bọ đậu đen kín từ bãi rác, cả khu vực quanh đó cũng khiến cho người dân kinh sợ. Thực tế thì dịch bệnh Hà Nội đang ầm ầm như thế này, sốt xuất huyết liên quan đến rác quá nhiều luôn, đau mắt đỏ. Hai cái dịch này đang bùng phát tại Hà Nội. Mà làm sao mà để cho những cái một cái chung cư giữa đầu của huyện Hoài Đức thế này bị mùi xú uế này thì thực tế ra thì rất là kinh khủng. Nên dân ở đây họ quá ngán ngẩm. Đang nói, ngay gần bãi rác khổng lồ này là một lớp học mầm non với hàng chục em nhỏ. Trong thời gian dài vừa qua, lớp học mầm non này đã luôn phải ở trong tình trạng cửa đóng then cài thật kỹ vì mùi hôi thối cũng như ruồi bọ từ núi rác thải kia. Cái mùi này nó rất là nồng nặc, đưa đến các em mà hầu như các cháu là ngồi ở bên dưới tầng 1 để bọn em là sẽ có một lớp riêng. Nhưng mà từ khi cái bãi rác này xuất hiện thì là các cháu và các cô không thể nào hoạt động dưới này nữa và đã phải dồn lên một lớp và hai lớp rồi và một rất là đông rồi, lúc nào cũng phải đóng cửa không thể mở ra được. Khi mà giờ già trẻ thì lúc nào cô và trò phải đeo khẩu trang thì mới ngồi đây được ạ. Rất chi là không mùi và khó chịu, không thể thở được. Mùi hôi thối rất là nồng nặc, nhất là mỗi hôm mà trời mà gió to ấy, nó thổi đây rất là khó chịu, ảnh hưởng sức khỏe các con cũng như tất cả mọi người xung quanh. Thứ nhất là con em mình học trực tiếp ngay tại đây, hai là nhà cũng có người già nữa. Đấy, chung cư rất nhiều người già, buổi chiều đến ra đây, thật sự là chúng tôi ở đây là không dám đi ra cổng để chơi. Mà thật các bạn là đôi khi khách khứa đến nhà chơi không dám mở đến cơ. Hầu như người dân nào cũng canh cánh nỗi lo về việc môi trường ô nhiễm tác động xấu đến sức khỏe của con em mình. Bây giờ đang dịch sốt xuất huyết đầy ra đấy, rồi con đau mắt đỏ, sốt xuất huyết rất nhiều dịch bệnh luôn đấy, các con nó sẽ rất ảnh hưởng. Nhiều bé ho, sổ mũi rồi các thứ, em thấy nhiều bé nghỉ ốm lắm. Bé nhà em cũng lo lắm, không biết là cũng phải suốt ngày uống tăng đề kháng các thứ để cho con nó nhanh khỏi ấy, không bị ốm ấy, chứ không nhìn cái bãi rác này mỗi lần đi qua phải chạy nhanh luôn ấy. Thì dạo gần đây từ cái lúc đấy thì em thấy các bạn ấy thi thoảng rất chi là hai bạn bị ho ốm các thứ, sốt các thứ khá là nhiều đấy ạ. Nghỉ học mà có rất nhiều bạn là cũng nghỉ học dài ngày vì lý do là môi trường ô nhiễm không đảm bảo cho các bạn ạ. Không chỉ riêng người dân khu chung cư, hàng loạt nhà dân, cửa hàng, nhà hàng nằm trên trục đường này cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm giác trưa nắng nhưng mà mùi hôi đó thì ăn cơm cũng ăn không ngon luôn. Nói chung là rất là khó chịu. Ruồi muỗi này kia là rất là nhiều nên là ảnh hưởng tới sức khỏe của anh em nhiều, ảnh hưởng tới công việc nữa. Rác lưới này nhiều này làm sao mà khách hàng nói người ta dám vào người ta hôi quá người ta ngại. Ngay tại thời điểm phóng viên chương trình Nông thôn Xanh đang ghi nhận hiện trạng, cũng đã xuất hiện một xe máy xúc cùng một xe tải đến để xử lý bãi rác. Người dân cho biết đây là lần thứ hai trong tháng bãi rác được dọn dẹp, xử lý. Tuy nhiên chỉ sau ít giờ đồng hồ, một bãi rác mới lại hình thành ngay ở chỗ vừa được dọn dẹp. Tại sao chính những người dân lại đổ rác và sau đó phải tự gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm môi trường? Tại sao một núi rác thải lớn như thế tồn tại hàng tháng trời mới được dọn một lần? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong các chương trình tiếp theo. Xin mời quý vị khán giả chú ý đón xem.